đi tàu lượn siêu tốc. Khi nào viện này sẽ được lên lịch? Đến lượt chúng ta. Hơn một phòng. Nhìn xem nơi nào không có người xếp hàng. Đây là cái duy nhất còn lại. Có còn hơn không? Chúng tôi cũng muốn chơi. Đúng là tiêu chuẩn kép, tôi muốn phản nàn. Đừng xếp hàng ở công viên động vật phải không? Bạn đang chơi với chúng tôi ở cấp độ nào? Bạn có hiểu giá trị của biết không? Quên nó đi, chúng ta về nhà thôi. Tôi không muốn nó, tôi không muốn nó. Bố ơi, xin hãy ngoan và đưa bố đến đây vào một ngày khác nhé. Nếu bạn không muốn tôi sẽ vui vẻ. Được rồi con trai, mẹ chơi với con nhé, tiền Tết sưởi ấm cũng không có. Nâng vé của mọi người ở khu giải trí lên viết tôi sẽ bao. Bánh xe đu quay của bố. Đi đi đi.